290 天 Ngày 290 Mấy giờ à? Nghĩ qua chàng lợ Mấy Giờ À Nghĩ Qua Chàng Lợ Mấy giờ à? Nghĩ qua chàng lợ Mấy giờ à? Nghĩ qua chàng lợ Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Liên hệ ngay. Mã sẵn liên xỉ. Siêu thị. Chào sử. Chú ruột. Chín su sủ. Khỏi quên, đỡ quên. Miễn đỡ quảng gì. Em tưởng đều lấy ra rồi. 我以为都拿出来了. Hoàn toàn quên mất sự tồn tại của chúng nó rồi. 完全忘记它们的存在了. Mấy hôm trước vào tìm quyển sách. 前几天进去找本书. Dành thời gian nhìn một cái. 抽空看一眼. Hy vọng. 希望. Chất liệu vải sờ lên. 面料摸起来. Đẹp một chút càng đẹp mắt hơn. Toán ý đẹp càng hào khăn. Cơ chung, sai chung. Trung hào. Dân bà đến từ mình chọn. Tại tha lái tự chỉ chuyển. Độ dài vừa hay. Tráng tủ căng hảo. Rất thích hợp với em. Hẳn sự hỡ nỉ. Trên mắc viết là bao nhiêu tiền? Biêu chiên sàng xế đờ sự đô sào chén. Đồ đẹp giá rẻ. U mấy trả liền. Đại thu hoạch. Tả sâu khổ. Tổng cộng là 1.700.000, nguyên văn là tổng cộng là 170 vạn. Ý cùng sử 170 vạn. Trời, trời ạ. Thiên à. Thật hay giả đấy? Trên là giả đó. Quá khen rồi. Quá chàng lợ.